Chào mọi người, hôm nay mình tháo cái bơm xăng đua ra. Lý do mà tháo bơm xăng đua ra là nó nối ống, đáng lẽ là ống là nó nối xuống dưới mấy cái ống này nè, nên đi đường ở dưới rồi đi xuống dưới sàn thì nó đỡ hôi. Cái ống này nó cũng hơi toát mùi hôi hôi. Cái bơm xăng đua này á, đây là cái bình xăng, cái bình xăng nó trải dài từ đây qua này luôn nè. Thì tại sao phải có cái bơm này? Cái bình xăng nó chảy dài, khi mà mình chạy trong trường đua mình ôm cua thì xăng, ví dụ mình ôm qua bên phải xăng nó dồn qua bên trái, thế là cái bơm xăng nó nằm đây, đôi lúc nó bị thiếu xăng. Mà khi mà xe đua mà thiếu xăng thì rất nguy hiểm. Xăng nó cũng giúp làm mát đầu piston, cho nên là thiếu xăng một cái nó có thể chảy đầu piston kiểu như là nó overheat á. Nhưng mà bây giờ nếu mà chạy trên đường bình thường thì không có sao hết. Cái bơm xăng đua này rất là xịn, nó sẽ trữ xăng ở trong này, luôn luôn có xăng trong cái trụ này, cho nên là có ôm qua ôm lại thì xăng nó cũng nằm trong này, nó không bị hiếu hụt xăng đó. Thì bây giờ phải đi lại ống thì tạm thời tháo nó ra. Đây, xăng nó đổ ra đây cả đống. Đây là các cái ống, rất là dễ. Cái bình, cái bơm xăng zin thì nó nằm trong này, thì ống nó sẽ nối đây, nó xài lên đó, rồi cái này nó chạy vô máy thì nó có bốn ống vậy thôi. Thì mình tháo ra rất là dễ. Đó, đó là lý do tại sao mà phải tháo cái bơm xăng đua ra. Mặc dù bơm xăng đua rất là ngon, nó nằm ngay đây nè, bơm xăng đua nằm ngay đây. Yeah. Hàng xịn, hàng xịn. Rồi. Bây giờ thì sau khi mà xả hết mấy cái ống này, đang suy nghĩ là có để mấy cái ống này nằm để không, không khi mà cần đua thì connect vô đó thôi, hay là tháo ra luôn thì đang suy nghĩ. Xăng thì bơm ra đây hết rồi đó, bơm xăng đua nó giữ khoảng nửa lít xăng, nửa lít xăng trong đó. Mấy cái đầu ống này lại cho nó khỏi chảy ra, cho nó sạch thôi, chứ thật ra là xăng đã lấy ra hết rồi. Cái ống này nó bằng vải nè, bên vải ngoài, còn cái ống này là bên xăng bên ngoài, nhưng mà nó vẫn tỏa được cái mùi xăng ra, nên nhiều khi trong xe hơi thoang thoảng mùi xăng chảy rất là khó chịu, nên cuối cùng là phải cái ống là phải đi ở dưới thì nó sẽ không có mùi xăng lên xe. Mà như đó thì quá là phức tạp. Giờ thì mình không dùng nó nữa, chừng nào đua thì lắp vô thôi. Những cái connection này rất là dễ, click vô nó là xong. Mình vẫn để nó nằm ở vị trí vậy luôn cho tiện. Đó, thì giờ cái ống này á là mình nhét tạm nó xuống dưới này rất là rộng. Đây là cái bình xăng nè, hai bên nguyên cái bình xăng là dưới cái ghế. Mình nhét tạm mấy cái ống này xuống dưới này thôi. Nắp này là mình khoét sẵn rồi, trước là ống nó nằm vậy nè, đó rất là tiện. Bốn cái ống nằm đều vậy. Phải disconnect cái bơm này. Đây là cái nguồn điện vô, chứ không là nó bơm hoại luôn. Thôi, cái chốt này chỉ cần vặn ra thôi. Đây, cái jack. Xong. Giờ disconnect được cái bơm. Ok, hôm nay xuống Vạn Long để lấy lại cái bố thắng bình thường. Bố thắng đua này chạy nó hơi rào, nó với lại nó hơi ồn, mà với lại hơi uổng nếu mà chạy trên đường.
êm chậm à. Cái cốp này nó rất là hay, nó cho mình tùy chỉnh đủ thứ về cái ECU của cái máy, của cái xe mình. Rồi coi các loại thông số. Dù này là nóc nè, khi mà nóc mà cái xăng nó xấu quá, nó có thể tạo hiện tượng nóc, thì nó sẽ báo đây AF Leaning Correction. Cái này là tỷ lệ xăng gió air fuel ratio, air fuel correction. Cái này coolant temp là cái nhiệt độ của máy, nhiệt độ nước làm mát. Ở đây đang để độ F, tại ban đầu để độ F quen rồi, cho nên giờ mà chỉnh qua độ C cái lại quên. Ví dụ thường mình coi này mà 220 độ F thì mình thấy là bị nóng quá rồi à, còn mà đổi qua C cái mình lại quên mất là lúc đó nó là bao nhiêu nữa. Tại ban đầu Long bạn set độ F, Long quen xài F cho nên mình lỡ theo luôn. Này đang chờ đèn đỏ thôi, cho nên là giải thích cho các bạn một số cái tính năng của cái thằng này rất là hay. Đã tới CCM. Coi cái thắng của mình nè. Wow, chết luôn. Ồ, đã thấy cổ máy 800 HP nằm nè. Đây là trợ lý của anh Long. Anh Long có rất nhiều trợ lý, còn một trợ lý rất là bự nữa. Đây, cái máy huyền thoại Gold bling bling. Hay luôn cái intake manifold luôn, process web. Turbo lớn, so với mình là lớn hơn một cấp, so với Susu bự hơn. Nó hiểu khác precision chứ không phải là garage như mình, nhưng mà nó tương đương với garage 75-76 cái ban đầu định mua đó. Anh Long nói là cái máy này nó rất là dơ, rất tốn nhiều thời gian để rửa. Nhìn vậy là nó đã được clean nhiều lắm rồi đó. CCM cổ máy, phải nói là cổ máy 1000 mã chứ 800 mã gì, tại vì nó còn phải xuống bánh nữa, nó còn wheel HP, wheel horsepower nữa, cho nên đây là cổ máy 1000 mã đầu tiên ở Việt Nam. Ồ, đây là quà lớn vậy. đây là trợ lý của anh Long. Hồi trước làm con su là trợ lý có chút xíu à, giờ con su giờ là không vô được cái nhà chỗ này của anh Long nữa rồi, nó quá sát rồi. Quá đẹp. Hôm nay anh Long định ráp xe mà mưa quá chưa đẩy vô được. Xe nằm trong kia kìa. Giờ đẩy vô để mình ve xe ra rồi. Đẩy vô. Đây là chiếc WS huyền thoại.
kéo vô, nhìn rất ngầu. Thật ra là không có cái máy trong đó đâu. Đang gắn cục này là cục engine mount cao su chân máy. Nó nằm trong cái thế này rất là khó. Cái cây này nó phải cong như vậy đó. Lợi hại quá. Tại cái này quấn rồi chứ không, ở giữa ở đây nó có cái khe này, chọt cái cây vô, chọt cái vít vô cũng được. Engine mount này là group N, nó cứng hơn cái zin. Nếu mà cái zin vô đây thì nó lại mềm. Nó mềm thì được cái là khi mà chạy thì nó bớt rung cái tay lái, rung cái xe á. Tại cái máy nó nổ lúc nào cũng rung rần 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 rần, đúng không? Thì cái cục cao su chân máy nó giúp cho giảm cái rung, giảm cái rung vô trong cái khoang lái, giảm rung vô trong sườn xe. Thì nhưng mà nếu mà nó mềm á thì cái máy này quá mạnh đi, nó sẽ giật rất là mạnh. Khi mà đạp ga thì cái này nó chịu lực rất là lớn, cho nên nó sẽ bể cái cục này. Nên là cuối cùng cũng phải là thay cái group N, là spec đạn gray spec đó. Nó cứng hơn thì nó mới chịu nổi, nó mới chịu nổi cái lực của máy. Tuy nhiên thì mình phải hy sinh cái gọi là rung động, vibration, bắt buộc nó xe nó phải rung hơn chút. Cho nên độ xe là đạt cái này mà hy sinh cái kia, tùy mọi người chọn. Còn muốn đạt hết thì mua Porsche. Anh Long nói là muốn đạt hết thì ra mua con Porsche. Nhưng mà thật ra con Porsche á, nếu mà lên cái dòng cao, ví dụ như là GTS hay là ví dụ như Turbo S đi, nó cũng rất là cứng về cái phuộc thôi, nhưng mà còn lại thì nó rất là khá là êm á.